YouTube channel Khmer Learning đại bật đầu khi mà biết na khi nick nhầm chỗ đó bật thiên địa bốn cứ tiết nạ mối lang thá stray chi thiệt đó sầm khán sầm rập cả áp vọt sóng cùng chỗ bình chồi và chính chi bật thiên bình chồi hay một đường chỗ đó làm xa nâng cao sơ sê nâng riêng thời chỗ làm bị ở thằng này bật thiên thị sản nhé chẳng nông thiên này cứ chẳng lực đầm càng lực cầm post stray để biên ca chỗ rùm chấm nái khăn ca co sang triệt nhé chẳng mình hãy miền tây bờ rọ tê cứ riêng miền tiếng stray phong đáy nâng cao chỗ rùm chính những cú lực thì họ nặng khác làm bay ở các sự sai bồi dưỡng việc cần tập bọc bài vậy nè như ngay ở khung này nhóm xôm lực do chấm nội mùi truyền thống vấn đề những cú tài lực những cái dương ai lực thì họ tệ tôn chủ mùi năng sợi để cho luôn cả co sang chết đôi chia bọc thầm mặc sạch dương nơi sầm máy nơi có phun nôm lưu phun nón những cái dương miền bản địa lưu gì mà hay kể bản năng dương miền bản địa ấn trạ tê ví để chia em hai sai bọc bài chia màn tìm bẩn đại ban các khoa mừng cả chi sự gặp chi lại phim xế nằm bay bắt đầu trong này đang đo con không ai nơi trên đoàn đâu mà lần mà khai pê dù đứng nhầm số bình dù cái đồ chi an tích tới nằm bay tật bay chi được chi bom miền những đó mà chắc bộ phận sát ban có trai khởi thác này sau mấy bộ rán sung công cam chết lọp ban bậc căn bộ miền đa thập tài ban miền đa thập tài cứ chi được bộ đại do sát thầy chỉ thông cứ như ra chắc cả đại dương sơn tây chỉ thống chỉ nét đặc nõm nông lực công bố nằm lại sơn tây nơi rí minh sơn đang ao chuồng rung ca nghe chiết đôi bờ đá hái bờ bùn minh sơn tây chuồng rung té mình ai từ một rồi lại bà chim mica chuồng rung nằm bay bờ chỉ cà bịp cầu dụ bò chim sẻ nhớ nè mà đòi xa hẹn đi hái từ miền tây sơn mũi a an thá mà từ miền tây sơn mũi a an đứng từ tua sọ thá sơn tây chỉ thiệt đó sầm khánh sầm rập áp vào sầm cùng ta bất thiên tết nạp bất thiên hàng lứa minh an thân định đường mệnh địch đam bay chỉ spin trên đó cả bọn sài mà lên chỗ đó bất thiên chỗ đó là tù dịch đấy hay những thời miền clip shop dịch đấy đấy mà đam bay chỉ spin trên đó cả bọn sài bất thiên hàng lứa ở căn tại các bài nút chỉ đam bốn cô gặp bấy vô nửa pi hàng lứa chỉ một sân pi thật sự trái sinh ra từ lần này repeat rồi có một được sài ri ai cả áp vật sùng cúng cứ chỉ cả thua chết miền cả lụt lo đầu mục và những chỗ đó trên mặt đất cứ bị vô nơi bờ thiên ta mà tiệm thiên ní kê trong bằng hàng thá cột lại để xã kê mình ái tràn tránh rứa to chó cầm lăng sợi thấy bị ca đi chầm ra được bỏ xuống cũng chưa bàn lời mà những thời ca mình ca chỗ ruộng này mà lấy chỗ đó tôi giật đấy để kia bấm nọ sai sầm khánh chỉ cả phần nát sợi thấy bàn là tôi giờ sầm khánh không nông ca cao sang và thể chết ao miền giật đấy rung rương lăng để hai tháp bê khác bỏ ra mình ái phở bàn phong cứ thời ca การเปลี่ยนสากนี่อย่างจำบัดบำพอดขนมสังคมสับไทยนี่สตรีอาคลาเจทุนเตียนนอจำบัดจำโพสังคมเชียดโดจีครูบังเรียนครูเป็ดวิศวกรติเฮียนรถบรรทุกในยุโรปบรรทุกจะดามบานในท่าปุกเกอไอปมปิงการเงียดโดจีบอร์ดได้หรือไอคลังเชียงบอร์ดก็ท่าบานเป็ดคลาสตรีอาจินเนปดาวปรักษาหรือมินยุบอลอลอเนียนี้ได้บอร์ดเกิดบันเขินได้จีกันลื้อสำหรับร้อยอ้อยเชียดกันแต่ตะมุกเตียดเชียดแดงมาlên chỗ đó thì họ vượt xa là riêng miền sông này có phần núng á, chia sẻ anh ta về vượt xa không may sông này có phần núng, cái khởi thác bản địa lưu giữ đã chia thành một sát bảo cam bồi chia, bản khai được chia nét đặc nông bồi chia nên căn ca nội dụ bài dạng ông ai khai mầm phốt hai bản đặc nông bồi chia không may tăng pin muốn ở địa châu mộng mà lại, bản thêm bản địa thời tiết nơi sông này có cái khởi miền ở bãi rì mình được không may chia sẻ trái phết phong đáy từ bản địa ấn độ tv.ដែលត្រូវជាអគ្គមហេសីទី5ទី2របស់ព្រះបាជីម៉ាទី7ដែលប្រនាងបានបង្កើតសកលជាលក្ខដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងបានជួយផលិតធនធានមនុស្សជាច្រើនដែលជាចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបាទជាងខ្ញុំលើកវត្តសាស្ត្រទៅទៅនឹងប្រនាងលីយីនិងប្រនាងអន្តរ TV ហើយឥឡូវយើងចូលដល់អសរសិលបន្តិចនេះបើក្លែកមកមើលអសរសិលជាប្រៃវិញតាមរយៈរឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីក៏អាចដឹកត្រដាងនៅភាពឆ្លឿនវៃរបស់ស្ត្រីដែរគឺមិនប្រកាសថាបរិយឈ្នះរហូតនោះទេហើយអាចកែប្រែប្រពៃនេះស្រីនឹងប្រុសឲ្យទៅជាប្រុសនឹងស្រីវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាទមួយវិញទៀតក្នុងរឿងដេជោយតបាទរឿងដេជោយតស្គាល់ហើយរឿងនេះនិពន្ធដោយលោកទីជីហួតក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាដេជោមាសជាប្តីគឺជាមេតបតខ្លាំងពូកែប្រចាំនគរប៉ុន្តែមិនអាចយកឈ្នះស្ដេចសម្រែនោះទេថែមហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រូវខ្សែជីវិតដោយសារតែកណ្ដាប់ដៃមហាកម្លាំងរបស់ស្ដេចសម្រាប់នេះទៀតផងហ
ើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺជំទាវស្រែនជីព្រះយាបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅសីរៈតេជៈស៊ីជ្រៅដោយប្រើល្បិចបញ្ឆោតធ្វើជាស្រឡាញ់ស្ដេចសម្រែហើយលែងលះប្តីជាមេទ័ពបន្ទាប់ពីនោះមកនាងក៏ពង្វក់ស្ដេចសម្រែរហូតដល់បង្ការពិធីជប់លៀងមួយឬក៏អាចពាត់ចាប់ស្ដេចសម្រែបានដល់ជោគជ័យបាទនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងមួយដែលបរិយមិនអាចមើលរំលងបាននោះឡើយហើយនាងក៏បានជួយឲ្យនគរមានសេចក្តីសុខនិងលុបបំបាត់ការដណ្ដើមរាជនេះបានបាទលើកនេះទៀតនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរបានរៀបដាងឲ្យឃើញយ៉ាងប្រត់ជាក់ថានាងមត្រីបានដើរតួយ៉ាងតួជាម្ដាយផងជាភរិយាផងជាអ្នកបម្រើផងនិងជាអ្នកផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់កូនរួមទាំងប្ដីផងដែរគឺនាងបានបំពេញបំណងរបស់ប្ដីដើម្បីសម្រាប់ទានបារមីទៀតផងការលះបង់របស់នាងមត្រីគឺមានតម្លៃយ៉ាងមហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននិងជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបបាទនេះគឺយើងលើកឧទាហរណ៍ដែលយើងធ្វើលើកនេះលើកអំពីស្ត្រីលើកអំពីតួនាទីស្ត្រីក្នុងការកសាងសង្គមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកតាក់ទងមួយនឹងស្ត្រីហ្នឹងបានច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងហ្នឹងកាន់តែល្អអញ្ចឹងណាបាទយើងបញ្ចប់ហើយយើងចូលដល់សរុបសេចក្តីនេះមកសរុបសេចក្តីមកតាមរយៈសង្គមជាក់ស្ដែងក្តីប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីឬអសរសិល្ប៍ក្តីគឺស្ត្រីពិតជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននោះទេនោះក្នុងសម័យកាលទោះក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចបាត់បង់កម្លាំងរបស់ពួកគេនោះទេដោយហេតុថាស្ត្រីបានជួយផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រនានាដល់ប្រសើរនិងជាដៃគូពិភាក្សាដល់អត់ខ្ចោះទៀតផងដើម្បីជាគន្លឹះអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យកាន់តែរុងរឿងបន្តទៀតបាទចឹងចូលដល់បញ្ចប់សេចក្តីយើងមានមតិឲ្យថាយើងវាម្លែងទេប្រធាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំអានបន្តិចយោងតាមការបកស្រាយយ៉ាងបោះក្បាយខាងលើគេអាចវិម្លៃបានថាមតិប្រធាននេះពិតជាមានអត្ថន័យយ៉ាងទូលំទូលាយនិងមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងនិងមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់នារីភេទឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការកសាងជាតិរួមទាំងជួយជំរុញសង្គមឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនហេតុនេះគេមិនអាចខ្វះបានទេពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបាទចឹងចូលដល់មួយទៀតមតិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាកូនខ្មែរគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងអំណងរួមដៃគ្នាដឹកនាំនីវៀកម្ពុជាឈ្មោះទៅដល់ត្រូវរុងរឿងនិងស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមទាំងមូលបាទជាងអត្តបទសន្និនេះខ្ញុំនៅសេនថ្ងៃទីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បាទហើយសម្រាប់អត្តបទទាំងមូលអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់បានឯកសារនេះអាចទាញយកឬក៏មើលក្នុង link ខាងក្រោមនៃវីដេអូហ្នឹងទៅគឺនឹងមានខ្ញុំមានភ្ជាប់នៅក្នុងហ្នឹងដែរបងប្អូនឬក៏អសនសាសឬក៏បងប្អូនទាំងអស់អាចទាញយកឯកសារនេះដាក់ឲ្យកត់ថ្លៃបាទអញ្ចឹងមានអីចងល់អីឬបញ្ហាអីអាចឆាតសួរឬខមមិនសួរបន្ថែមបើសិនជាចង់បានពងមិនថែមសូមអាចខមមិនជួយខ្ញុំបានណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត